Chiều chiều chiến dịch kêu chiều, bâng khuâng nhớ bàn, chứ bâng khuâng nhớ bàn chính chiều ruột đau. Mèn ơi, làm gì mà ông ngồi đây ông hồn hét hoài vậy? Ông người ta đi rồi. Ông là một lần gặp ông là lạ lùng. Cái chuyện ông không nhớ Út là cái chuyện của ông, còn cái tôi nhớ là cái chuyện của tôi. Tôi nói cho ông biết nha, bây giờ Út cũng 2, 3, 4, 5, chắc cũng 8 đứa rồi đó. 8 đứa là ta có chồng, ta phải có con. Chứ lẽ ta chung thủy ta chờ ông. Nói chuyện với ông là mắc mệt rồi. Biết gì, đừng có nhớ nhung hoài chi. Mệt quá, tôi vô tôi cho heo ăn đây. Ừ, cho heo ăn đi. Ông ăn không? Tôi để cái máng cho ông luôn. Cái già ó đâm sao đâu á, gặp chả là cái lộn, gặp chả là cái lộn. Suy nghĩ xong đưa cái máng cho tôi ăn. Ông ăn hết đi. Bực bội quá. Chú ơi, cho tôi hỏi. Cô hỏi ra. Út. Trời ơi. Út, em về hồi nào vậy Út? Em sao vậy Út? Em bị gì vậy Út? Ông Phúc ơi, ông cái Phúc gì đó? Út về rồi. Hả? Út về rồi ông Phúc ơi. Út về. Út về. Út về. Út. Út ơi. Út. Em ăn sáng chưa Út? Ông vô duyên nữa. Cái gì đâu mà vô duyên thấy sợ luôn à. Mấy năm trước cũng gặp cái hỏi người ta ăn sáng chưa. Hỏi câu đó đó mà giờ Út ta đi lấy chồng mấy năm sau gặp lại cũng hỏi ăn sáng chưa. Ông vừa phải thôi nghe. Tại vì tôi không biết hỏi câu nào ngoài câu đó. Út ơi, tôi nhớ Út nhiều lắm đó Út. Hai đứa mình chia phôi, mấy năm rồi chưa gặp lại. Để anh u buồn trong ngóng thời gian qua, để anh đêm ngày thương nhớ người tình xa. Em ra đi hứa rằng sẽ về thăm xóm nhỏ, bao anh gắng chờ gắng đợi em nửa năm, đợi em nửa năm, nửa năm năm nửa bao lần. Em mãi phương trời nào bạc kim tâm ca. Tại sao em không viết thư về cho tôi anh vậy Út? Có biết là tụi anh nhớ em nhiều lắm không Út? Hả Út? Em hứa với anh sao Út? Hả? Em nói đi Út. Em ra đi hứa rằng sẽ về thăm sớm nhỏ, bảo anh gắng chờ gắng đợi em nửa năm, đợi em nửa năm, nửa năm năm nửa bao lần. Em mãi phương trời nào
nói cho anh nghe đi Út. Em nói đi. Dạ. Dạ từ lúc em lấy chồng á, thời gian đầu á cũng hạnh phúc lắm. Dạ, nhưng nhưng gì Út? Sao? Dạ chuyện là như vậy nè. Tôi lấy cô về để cô vơ vét hết tài sản của tôi à? Đừng có mơ. Cô khóc cái gì? Cô khóc cái gì? Tôi cũng dùng kiệu để mà đón cô về mà. Tôi cũng có hoa, có quả, có mâm rước cô về mà. Tôi lấy cô là tại vì ba má tôi muốn tôi lấy cô. Cô nhìn lại mình xem, cô có cái điểm gì để thu hút tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi có thế nào đi nữa thì tôi vẫn là chồng của cô. Tôi có say xỉn, có nhậu nhẹt thì cô cũng phải biết chăm lo, quan tâm cho tôi. Phu sướng thì phụ tùy. Cô có biết tại sao mà tôi suốt ngày say xỉn không? Tại vì cô suốt ngày cô tơ tưởng về hai cái thằng mập đó. Cái số em khổ vậy hả Út? Út ơi, anh không ngờ cuộc đời em lại như vậy đâu. Út à, dạ không có sao hết á. Em về đây em thăm quê, em thăm nhà, bây giờ em đi. Đời anh nửa năm, nửa năm năm nửa bao lần, em mãi phương trời nào, bạc chìm tâm ca em ơi. Đời em nửa năm, nửa năm năm nửa bao lần, em mãi phương trời nào, bạc chìm tâm ca. Bây giờ em tính sao hả Út? Em cũng không biết nữa. Rồi em định đi đâu? Em không biết. Hay vậy đi, em đừng đi đâu hết. Vậy em ở lại quê nhà nghe. Anh hứa với em, anh có bầy chim cút nè, anh bán anh nuôi em. Còn anh, anh có một bầy heo á, cái anh bán luôn bầy heo với bán ổng luôn nuôi em được không? Ở với anh đi, dạ, anh lo cho em. Vô duyên quá à. Nhậu Út ở lại với anh nha Út. Út ở lại với anh nha Út. Chúc mừng Minh Mập và Phúc Béo. Mình phải bước ra đây để anh xin lỗi em. Hồi nãy anh tát em hai cái đau quá trời đau luôn. Hồi nãy trước khi lên sân khấu thì có nói là chúc anh tát thiệt nha. Nói anh cứ tát đi. Yeah. Cảm ơn em rất là nhiều đã ra hỗ trợ cho hai bạn. Ừ, này khóc thiệt đúng không? Cảm ơn em nha. Đúng là câu chuyện thật là cảm động. Rất là cảm động. Cảnh trí đẹp nè. Nó gần gũi, nó hợp lý. Có liên quan tới cái nội dung của cái bài hát này, câu chuyện này. Bây giờ mình nói về chuyên môn chút xíu. Có lẽ là mình là không phải là cái người đi hát, mà là ca sĩ, cho nên là cái cao độ mình sẽ có một chút xíu hạn chế. Nhưng mà cái cảm xúc nó quan trọng hơn. Cảm xúc các em mang lại cho mọi người. Đấy, giám khảo khó tính như thế còn phải rơi nước mắt. Thì huống hồ gì khán giả
câu chuyện rất là cảm động. Riêng phần phụ diễn cho câu chuyện nó thêm cảm động hơn á, nó cũng rất là thú vị. Nhưng cái đại từ của người miền Tây thì cần phải quan sát và nghiên cứu thật là kỹ thì mới bộc lộ được tính cách của con người chân chất của miền Nam và miền Tây. Đó, với sự phụ diễn như vậy là quá quý rồi. Còn đại từ khi nào mà làm phim, làm ảnh thì chắc là cậu MC đẹp trai người Sài Gòn chính gốc này sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Bỏ qua đi, tại vì diễn xuất quá hay, quá đạt. Quá đạt mà hồi nãy công nhận á, tác ở trển mà đây tôi đau thì tôi không ngờ tác thiệt như thế. Công nhận là phải công nhận làm những người diễn viên, người ta nghệ thuật, người ta đã có cái sự đam mê, người ta chấp nhận, người ta hy sinh, người ta như thế nó mới thật. Và cái cảm xúc nó mới thật. Và em xin nói với anh Bình Mập với Phúc Béo là như Hưng nói là cảm xúc em trong đây nó rất là đông đầy. Tại vì thường thường em hay khắc khe ở cái những vấn đề trang phục hoặc là những cái tiểu tiết nhỏ trong cái diễn của mình là nó có cái lý do hết. Bởi vì khi mà một bài hát với cái nội dung như thế và anh diễn xuất cái bối cảnh của anh và những cái gì nó có liên quan thì nó sẽ cộng hưởng rất là nhiều. Nó sẽ đem lại cái cảm xúc cho người ta, là người ta sẽ đón nhận, người ta nó không có bị như là mình nhiều khi những bài hát mình hay, lời mình hay, hát hay mà những cái tiểu tiết kia nó làm cho bị phân tâm, nó làm cho là mình nó lại hụt đi, nó không có đông đầy vào. Thì hôm nay tất cả những cái gì mà anh làm, những cái diễn, những cái này kia, nó sát sao và cái nội dung của bài hát, nó làm cho mình đem lại cảm xúc rất nhiều. Và em quan sát rất kỹ lúc mà Khang mà với cái cô bạn diễn á, diễn ở đây đáng lẽ là mình phải tập trung vào Khang và bạn diễn đó, nhưng mà Ly bất chợt Ly liếc qua đây thì đi thấy hai người vẫn rất là bần thần khi nghe cái câu chuyện nó kể lại. Tức là mình vẫn giữ cái mạch cảm xúc thì nó rất là tốt. Và đây là tác phẩm đầu tiên nhưng mà rất là hay, rất đông đầy cảm xúc. Chúc mừng tiến bộ của hai anh. Vũ phải công nhận là hai anh có hai bạn diễn rất tuyệt vời, đã hỗ trợ thật nhiều cho cái sự thành công này của cái tiết mục của hai anh. Thì khi mà Vũ đọc cái tên của hai anh thì mình cứ tưởng là hai anh sẽ diễn một cái tiết mục hai Bình Mập Phúc Béo, nghe là thấy dễ thương và thấy mắc cười rồi. Nhưng mà không ngờ hai anh đã chọn một cái bài bi như thế này. Thì dĩ nhiên khi mà chấm điểm hai anh về phần chuyên môn, về hát thì em sẽ không có chấm theo cái thang điểm của một người ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà nói về mạch cảm xúc thì hai anh đã truyền tải rất tốt. Dĩ nhiên có những chỗ mình có thể làm cho tốt hơn. Tức là mình không cần phải diễn nhiều quá. Khi mà mình khóc, mình nén lại thì khán giả khi mà thấy họ sẽ cảm xúc nhiều hơn là mình cứ bù la hoài. Còn ngoài ra thì những cái khác thì Vũ thấy rất là tốt. Cái đoạn hò của anh á, cho dù nó không có được mượt mà giống như là chị Hương Lan hoặc là mấy người mà chuyên về hò, nhưng mà nó lại có thể chạm được đến trái tim. Tại vì hình như ngay lúc đó là anh thật sự có cảm xúc và anh có rơi nước mắt thật sự. Cho nên là xin chúc mừng hai anh rất nhiều nha. Xin cảm ơn Duyên Triệu Vũ và chúng tôi xin mời nhạc sĩ Minh Vi. Thực sự hôm nay tôi cũng nói trước luôn là năm tiết mục là chúng tôi muốn ngồi thưởng thức. Và cái trăn trở nhiều nhất cho tôi không phải là đêm chung kết mà là đêm nay. Trăn trở rất nhiều. Vì tôi muốn là mỗi một cặp thí sinh các bạn sẽ thể hiện cái hay nhất và phát huy cái sở trường tốt nhất. Tất nhiên là cái phần hát, đây là cuộc thi hát. Nhưng nếu mình cộng thêm được phần diễn xuất, mình cộng thêm những cái bên ngoài và hỗ trợ được thì sẽ thấy được cái khả năng của mình và cái hay nhất để cho khán giả xem. Cái lời bài này nó hay lắm. Tôi thích nhất một cái câu là đợi em nửa năm bao lần. Mà thật sự đó, bài này lại nhớ cái câu đó. Nó lạ lạ mà lại nhớ, nó thích. Xin được cảm ơn ban giám khảo với một tiết mục rất là đông đầy cảm xúc trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì điểm số của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và điểm số của nữ ca sĩ Cẩm Ly sẽ được giấu đi ở phần cuối của chương trình. Và chúng tôi xin mời số điểm của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Hai anh làm rất tốt. Vũ gửi đến hai anh một con điểm là 9.5. 9.5. Xin chúc mừng các anh. Thank you.
Con à. Bố, bố vào đây làm gì? Bố lại vào đây. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con. Cho bố xin phép được thắp nén nhang được không con? Bố à, bố đã bỏ mẹ con. Bố còn thắp nhang làm gì? Sự có mặt của bố mẹ con không vui đâu. Con nghĩ là vong linh mẹ con không muốn đâu. Bố về đi. Bố về đi. Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ. Tại sao năm nào bố cũng ngâm câu thơ này hết? Bố về đi. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió đưa man mát gửi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây. Gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Già chờ con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa nghe. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay yêu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con. Lòng nhớ thương ai, có nghe trong mắt lệ thấm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ giờ chưa mong con. Xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chưa mong con. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chưa mong con. Bố nội mới thương mẹ con. Vậy chứ ngày này năm đó bố bỏ đi đâu? Bố bỏ đi đâu? Con ơi, con ơi, bố biết bố có lỗi với mẹ con. Nhưng con ơi, năm đó con lên 3 tuổi. Ông nội ở ngoài đó mất, bố phải về chịu tang ông nội. Khi bố về đến nhà thì trong này có một trận bão rất to. Xong việc của ông, bố quay lại thì tất cả đã tan hoang rồi.
bố như điên như dại. Tìm mẹ con khắp chốn cùng nơi, nhưng chỉ là trong vô vọng con ạ. Bố biết trận bão lụt đó mẹ con có như thế nào không? Mẹ con chỉ kịp đưa con vào bờ rồi mẹ con chết đi. Đang khi vật lộn với tử thần, trước khi chết mẹ chỉ kêu tên bố. Bố biết mà con. Thôi, trăm lỗi cũng là do bố, nghìn lỗi cũng do bố con ạ. Chính vì thế mà khi biết con ở chỗ này, 10 năm nay cứ ngày giỗ là bố vào đây. Thứ nhất là trước vong linh mẹ con, bố mong tha thứ và con hiểu cho bố. Bây giờ cái sức khỏe của bố không cho phép, bố sẽ không vào đây nữa được đâu con ạ. Thôi, từ bây giờ con yên tâm, bố sẽ không làm phiền con nữa đâu. Con ơi, con ngựa ngày xưa, mỗi lúc con chơi đùa, bố thường đọc cái câu gì nhỉ? Nhong 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 ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Con còn nhớ không? Đây nữa này. Đây là đôi giày bố định mua để mang vào cho con. Nhưng vào đến nơi, bố chẳng tìm thấy con đâu cả. Suốt hơn 30 năm qua, bố vẫn giữ nó như một kỷ vật. Bây giờ con cầm lấy cho bố vui lòng. Thế này là bố thanh thản lắm rồi con ạ. Thôi, bố cứ để đây nhá. Thôi, bố chào con. Bố về đây. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già rồi yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch sạch sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già rồi, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu.
Chúng tôi thấy là hình như ở cái vòng lội ngược dòng này thì đội nào cũng quyết tâm hết, cho nên là tiết mục nào cũng đông đầy cảm xúc. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Vâng, đúng là có thêm một câu chuyện cảm xúc nữa. Hình như là các đội đúng là cái là vào những khoảnh khắc mà sống còn thì người ta bung hết chiều à? Dùng hết tất cả nội lực họ có thể được. Cho nên là các đội đang chơi một cái đòn tâm lý chiến, làm khó giám khảo. Chúng tôi cũng là chưa thể nói được gì cả. Thì chỉ biết là đông đầy cảm xúc theo cái cảm xúc của các anh chị mang lại. Thì thêm một tiết mục rất đáng khen ngày hôm nay nữa. Xin cảm ơn. Nguyên Khang thấy là ca sĩ Dương Triệu Vũ gật đầu mãi, nhất là khi cái khúc mà anh Tấn Hoàng cất tiếng hát lên. Để lấy một cái bối cảnh vào ngày xuân như thế này, tức là ngày xuân lúc nào cũng là mang lại nhiều cảm xúc nhất đối với người Việt Nam mình, nhất là về gia đình. Lúc đó là những cái mà mình muốn tha thứ, mình muốn được hạnh phúc, mình muốn được ở cạnh những người thân yêu của mình. Thì hai anh đã rất là thành công. Khi mà Vũ nhìn xung quanh thì vẫn thấy hầu như ai cũng khóc hết. Cái đó là về phần cảm xúc. Còn về phần hát thì Vũ quá sức bất ngờ. Vũ thật sự là lúc đầu anh Thắng hát là Vũ đã ngạc nhiên rồi. Vũ không ngờ anh hát hay như thế. Rồi xong rồi Vũ chỉ mong đợi là cái phần của anh Hoàng anh cũng sẽ làm thật là hay. Thì Vũ rất là bất ngờ khi cả hai người đều hát như ca sĩ chuyên nghiệp. Cho nên là Vũ sẽ không nói thêm, nói nhiều, nói bớt. Và không đợi để cho điểm nữa. Vũ cho điểm ngay bây giờ luôn. Vũ gửi anh hai điểm 10. Yeah. Chúc mừng anh. Mà có vẻ là cảm xúc của Dương Triệu Vũ quá nhanh. Chưa kịp hai giám khảo kia nhận xét đã giành ngay con 10 luôn. Nguyên Khang xin mời chị Cẩm Ly. Vũ nhìn hoài nãy giờ quê muốn chết luôn nè. Kỳ quá, ghét quá à. Tự nhiên chương trình lội ngược dòng mà cứ nãy giờ hai tiết mục hồi nãy còn ngân ngấn, bên nay chảy ròng ròng luôn nè. Không biết nói làm sao nữa. Đó, hôm nay em đúng thật là phải nói là em thưởng thức thật sự luôn đó. Tức là cái mạch cảm xúc nó nhiều quá, nó dâng tràn và nó rất là đời, Vũ biết không? Nó rất là đời luôn, những cả những cái câu thoại và những cái lời bài hát rồi nó ăn vào với nhau và nó dằn xé cái tâm trạng của người cha cũng như là người con, như là có cái một cái nỗi hờn giận với cha, nhưng mà rồi ngày Tết rồi sức khỏe cha, những cái dằn xé đó là anh Hoàng và anh Thắng nó làm rất là tốt và đem cho đến người ta cái cảm xúc và cái nỗi như Vũ gần nói là gần Tết đến nơi rồi, phải không? Đúng là cái Tết là cái mùa sum vầy. Cho nên ai ai cũng mong muốn, một nhiều khi do công việc, do cái gì đó, người ta phải đi xa, không có gần gũi với nhau. Thì cái ngày đó là cái ngày là muốn gần gũi với gia đình sum họp nhất. Cho nên là dù giận cách mấy thì cũng là ba của mình. Mà khi mà nghe cái tâm tư là tại sao mà nó xảy ra vấn đề như thế, lại càng thương cha hơn nữa. Mà cha bây giờ cũng tuổi già sức yếu. Những cái đó hai anh thể hiện rất là tròn trịa và đầy cảm xúc. Chúc mừng tiết mục của hai anh. Và hơi giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Minh Vi. Thì lý do vì sao từ hai người bạn thân anh đã đưa một câu chuyện thành hai cha con trong ngày hôm nay rất là xúc động ạ. Xin mời anh. Khang hãy giới thiệu là danh hài Chiến Thắng và nghệ sĩ Tấn Hoàng, đúng không? Lên hai ba vòng này, tất cả khi mà cặp này xuất hiện là khán giả bắt buộc phải đón nhận là phải cười. Dù là bài đó buồn cỡ nào đi nữa thì cái đoạn văn tấu hay đoạn nghỉ hay đoạn coda hay đoạn gì phải có một cái chiêu để người ta cười. Và tôi biết chắc là ngay cả bạn Đàm Vĩnh Hưng và bà xã tôi cũng vậy, sẽ đón đợi cái cặp này cười như thế nào. Đưa len lỏi vào các nhà hàng xóm, các xóm lao động, tôi trả lời là xóm lao động luôn. Tôi vào, tôi hỏi người ta thích chương trình này ở một cái chỗ là ngoài phần hát ra có chút xíu phần đầu, có chút xíu ở giữa hoặc là phần sau, có cái gì đó làm cho người ta gắn kết với đời sống của người dân lao động, của mọi tầng lớp và của hoàn cảnh nhiều người, tình cảm tâm tư của nhiều người trước khi đưa bài hát vào chương trình này. Gần sau này ít bao giờ tôi dựng một cái kịch bản nói về cha. Thường tôi viết những bài hát về mẹ nhiều hơn, mà đây là lần đầu tiên tôi muốn dựng bài hát này cho một cái cực kỳ khó cho hai bạn chuyên về hài. Và hôm nay tôi nghĩ là tôi không khóc, nhưng cái đau trong lòng tôi khi nói về cha nó nặng hơn. Và tôi cảm ơn hai bạn đã làm một tác phẩm, một cái kịch bản dù tôi đưa ra tập rất ít, rất ngắn, mà theo tôi là lấy hết tất cả nước mắt của tôi chảy ngược vào trong tim.
Xin cảm ơn anh Minh Vy. Dương Trường Vũ thì đã dành cho các anh 10 điểm rồi. Còn điểm số của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Cẩm Ly sẽ được giấu ở cuối chương trình. Hạnh Nguyên
Ở cái bài Linh Hồn Tượng Đá, nó hay càng về sau á, nó ăn xam nhiều hơn và nó hay hơn. Khi mình hát, nhiều khi mình đừng có đẩy cái cường độ nhiều quá thì nó cũng không tốt, nó phải là cân bằng lại. Nhưng ở cái bài 2 về cái bài Linh Hồn Tượng Đá mà cái đoạn cuối thì đồng ý vấn đề đó. Yeah. Lúc mà Quân càng về cái câu cuối cùng mà Em ơi, thì lúc đó là đẩy rất là tròn trịa và rất là nội lực, thì đó nó lúc cái đó thì hợp, rất là hợp lý. À, hai cái bài hát này thật sự là hai bài hát hay, rất nổi tiếng. Tuy nhiên nó không phải là cái bài dễ để hát mà làm cho người ta khuất phục ngay. À, tại vì những dấu ấn nó đặt ở phía trước nó rất là lớn. Đúng là Quân hát cần em thả lỏng xíu nữa đi, không cần phải căng cứng vậy đâu. Nó giống như mình khi em căng cứng làm cho người ta cảm thấy là em đang không có hợp, em đang không có xử lý được, mà trong khi em khả năng của em dư sức luôn. Em hát khỏe khoắn, giọng mượt mà đẹp thì em xử lý cách riêng của em đừng có cố làm cho nó ra cái gì hết, hát theo kiểu của mình cũng được nữa. Như Nguyên có những cái nức nở, những cái luyến lấy của Nguyên đó, nó rất là riêng tư, rất là hay. Nói thật lòng là hai cái bài này không hề đơn giản để mà dàn dựng, rất khó dàn dựng. Ngay bản thân anh khi mà làm cái bài này trong cái live show của mình cũng hoàn toàn bó tay luôn, phải làm cái gì để ra câu chuyện này đây. Chúc mừng tiết mục hai bạn. Xin cảm ơn anh Hương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ, số điểm của ca sĩ Nam Vĩnh Hưng và ca sĩ Cẩm Ly sẽ được biết ở cuối chương trình. Xin mời số điểm của ca sĩ Dương Triệu Vũ. 9,75 Trời ơi. 9,75 Vâng. Trời ơi cô hai, cô ra đây làm chi vậy? À, tại vì tôi nhớ người ta. Trời ơi, cô hai đừng có nói như vậy. Lỡ bà chủ bà nghe được, bà đánh cô hai chết đó. Tôi không có sợ. Anh nói vậy nghĩa là anh không thương em đúng không? Em đi vô á. Tôi đi vô à? Anh, tôi... Đi vô thiệt luôn á. Tôi thương cô hai. Gì tôi? Anh thương em. Nói đi. Anh thương em. Anh thương em. Nhưng mà anh sợ lắm. Anh sợ gì? Anh sợ nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sâu, có nghe cay mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng sợ hay em đã quên ngày đó. Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia phố, đời em con gái đã lớn yêu rồi. Nhưng tình ta mãi còn chưa.
trai ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ, và dù mình cách trở em để tạm anh suốt cuộc đời. Làm sao anh sống khi mất em rồi, vắng nhau đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết nhau thôi, hề yêu nhau. Giờ mắt kiếm con hoài không được, con đang làm cái gì đó? Bà hội đồng. Mẹ em. Còn thằng Đực nữa. Mày trẻ củi xong chưa? Mày vô mày xách nước cho tao coi. Đâu dạ, hết dạ, rồi. Dạ dạ, con vô liền. Con vô liền bà hội đồng ơi. Hai à. Dạ. Không phải tại em, cũng không phải tại anh, tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau. Tình nồng thắm biết bao, lúc ông tơ bắt cầu, bà Nguyệt nói chữ yêu, vui tròn buổi ban đầu, rồi thời gian lướt mau, tình ta úa màu. Đàn dựng phim sâu đầy thương đau khi tình heo. Không phải tại em, cũng không phải tại anh. Tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến. Trời đất ơi, cái gì đây? Giang ra, mày dứt khoai đây cho dạ, tao coi. Dạ, bà hội đồng. Cái gì đây thằng Đực? Dạ, tao thưa... kêu mày trẻ củi, mày làm cái gì đây? Dạ, thưa bà hội đồng, con... Còn con sao? Con thương cô hai thật lòng, bà hội đồng ơi. Cái gì? Mày thương cô hai hả? Mày thương cô hai hả? Má ơi! Cái con mày là người ở trong nhà! Đè mày ra đeo chân hạ hả? Má ơi, má! Má đừng có đánh đường mà má! Con đi vô nhà! Thái độ đàng hoàng, đẹp đẽ sửa soạn lại cho lục lát cho tao qua coi mặt. Nhanh lên, má ơi, dắt cô hai vô. Má ơi, con không có lấy chồng đâu má ơi. Cái gì? Con không có lấy chồng. Con cãi má ơi. Bà hội đồng ơi, đừng có đánh cô hai, đánh con đi bà hội đồng ơi. Bà ơi, đừng đánh con đi bà hội đồng. Má ơi, con lại má mà. Má đừng có ngăn cản con danh đực. Con danh đực là thương nhau thật lòng mà má. Con im liền. Vô về cho má. Má ơi. Mày đập chết đi cho tao. Má ơi. Không phải tại anh, tại đời đen.
trăng nên chúng mình xa nhau. Mình từng nói đã lâu, dẫu đi chung chuyến tàu, người về bên khác nhau, không hẹn đến nơi nào. Thì ngày này có sao? Mình không trách người, mình không trách mình. Đời đổi thay như màu áo, không phải tại anh, cũng không phải tại anh, không phải tại em. Cũng không phải chúc mừng nghệ sĩ Đoạn Minh và diễn viên Phạm Yến. Thật ra lỗi không phải tại anh chị đâu, lỗi là tại cái bà kia đó đó. Thật ra cái kịch bản này thì nó cũng rất là quen thuộc, cái mô típ này rất là quen thuộc. Nó chỉ tạo cho mình thêm cái cảm xúc trong bài hát, nó thích hợp. Đối với Ly thì giữa hai bài thì Ly thích lúc mà Minh và Yến hát cái bài hai hơn cái bài không phải tại chúng mình. Cả hai bài vẫn không tốt bằng cái đoạn mà chỉ có một cái đoạn nhạc, một cái rải theo thôi. Hai người lúc đó mình lại sợ là, tại vì Yến có một cái điều gì nè, Yến mai mốt nhớ cố gắng, cái này là chị cũng có lời khuyên thôi, tức là Yến đừng có đem cái cảm xúc của mình vào bài hát quá sớm, nó cứ bị vỡ, cái giọng em nó sẽ nứt nở nhiều quá. Đúng là cảm xúc hát thì mình sẽ biết cảm nhận được, Ly sẽ cảm nhận được là do mình hát bị hư hay là cái giọng của mình như thế, nhưng mà nhẹ nhẹ biết tiết chế, cố gắng biết tiết chế để không thôi nó vỡ òa và nó vụng, nó bị nát cái câu hát của mình, nó không có được đẹp. Nhưng ở cái đoạn cuối đó lại sợ, tại vì lúc đầu thấy Yến hát như thế lại sợ là chết rồi, cái kiểu này mà cô này mà khóc kiểu này nữa, mà cái cảm xúc hai người đang lên cao trào như thế thì nó sẽ coi như nó hư, tại mà là không có nhạc hỗ trợ nữa. Nhưng mà trái lại chỗ đó hai người lại tốt và lại cảm xúc hát rất là tròn trịa, đầy đặn và lại cảm xúc rất là nhiều. Đúng là Thanh Trúc làm rất là tròn trịa cái vai đó. Thì cái đài từ, cái giọng nói, cái tiếng thét, tiếng dằn từng câu một, rất là hay. Ánh mắt, thái độ di chuyển qua để mà sừng sộ, rất rất là xuất sắc. Nói về Thanh Trúc, còn nói về cái bài này, lúc đầu thì Yến hơi run một chút xíu, sau đó lấy lại hết toàn bộ cái cảm xúc ngọt ngào. Thoại hay, chọn bài cũng hay. Và cái ngân dài để mà đặt cái nốt, cái chữ cuối cùng xuống của Đoạn Minh lúc nào cũng làm Hưng vừa ý. Đây là câu chuyện thuyết phục Hưng nhất từ nãy đến giờ. Thế thôi. Vũ phải công nhận là hai bạn diễn như là không diễn vậy đó. Vũ rất là tin tưởng vào những cái lời các bạn nói, làm cho Vũ có cái sự quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra tới hai bạn. Cho nên từng câu hát của các hai bạn, cho dù có những cái chỗ nó không có hoàn hảo, nhưng mà mình vẫn rất là giống như hai bạn kể chuyện cho mình vậy đó. Mình không quan tâm tới hát nữa, mình chỉ muốn biết là ủa cái chuyện này sẽ đi tới đâu. Dĩ nhiên cái motif này nó rất là xưa lắm rồi, nhưng mà Vũ lại vẫn quan tâm. Có nghĩa là các bạn rất rất thành công. Và đến cái đoạn cuối chỉ với cái đần bầu thôi, hai bạn hát đã đủ lấy nước mắt của những người nào đã từng yêu và đã từng phải xa rời người yêu mình vì một cái hoàn cảnh nào đó. Thì Vũ xin chúc mừng hai bạn. Tụi em được cái này nè, ai cũng biết trước cái mô típ này, ai cũng đoán được, nhưng cả khán phòng im lặng theo dõi của em là tụi em đã thành công. Đúng không? Đúng, mình nói đúng. Từng câu hát vỗ tay một cách rất ngẫu nhiên. Tới sáng hôm nay anh vẫn tập cho Yến cái đoạn đầu, cách ăn gian câu để cho chị Ly với anh Hưng không bắt bẻ được. Nên em làm cái đó, anh nói là rất thành công. Xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Huy đã nói những tiếng nói ủng hộ cho cặp đôi Đoàn Minh và Phạm Yến. Và bây giờ sẽ là điểm số của ca sĩ Dương Triệu Vũ. Cũng cho một điểm rất chẳng, rất tròn. 10 điểm. Chúc mừng cặp đôi của Đoàn Minh và Phạm Yến. Và đây là điểm 10 thứ hai trong đêm nay. Xin chúc mừng!
tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt sao nửa hồn bóng thương đau, ôi sao nhìn chung mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Em ở đâu, anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đêm mắt sâu. Chân trời tím ngắn, chỉ thấy lòng nhớ nhung chân ngắn, rồi tiếng hát và nước mắt. Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin. Buồn thương nhớ ơi, anh hỡi đôi mình mộng này đã tan, tình đã xa xa. Em khóc những chiều, anh xót xa nhiều thương trong tình. Tình là giấy oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có trong mình. Lâu mất đi em gần hết đêm rồi, buồn thương nữa sao? Mai bước sang ngang, lòng thêm đã tan, tình đã xa xa. Thôi khóc làm gì, ước nhau làm chi? Như Thùy, các bạn có một cái câu chuyện xúc tích rõ ràng và làm cho người ta ngạc nhiên nữa vào ngay cái đoạn cuối. Tôi nghĩ là chắc cũng làm cái giường xong nhảy, nhưng mà
hai bạn làm cho Vũ rất là ngạc nhiên. Và về phần hát thì việc thì Vũ sẽ không nói, tại vì việc là ca sĩ chuyên nghiệp rồi. Còn về Như Thùy thì Vũ rất là bất ngờ về cái cách bạn tận dụng cái giọng gió cũng như là cái quãng trên của mình, nghe rất là ngọt ngào, rất là hay và đi vào lòng người. Chúc mừng hai bạn. Xin cảm ơn ca sĩ Dương Triệu Vũ. Xin mời chị Cẩm Liên. Nghe giọng đang hát nhạc kịch chưa? Em chưa. Dễ em sợ rất là lắm nhiên. Đấy, dễ sợ dạ. lắm đấy. Cuối rồi em chơi câu luôn đi. Thôi khóc làm gì? Wow. Ngàn lớp xuyên rồi, thương nhau làm chi? Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay. Xa cánh nhau rồi. Có nghĩa là khi em hát bài Sang Ngang, giống như em hát y như vậy thì chị rất là ok. Chị đang nói về cái cách hát. Có nghĩa là cái bài này, những cái bài nhạc chậm á, em hát nó không khéo, nó sẽ thành mình bị lề mề, nó bị đều. Thì khi mình hát, mình xử lý trong cái câu hát, giống như là của Việt hát cái bài kia thì anh ở đâu, em ở đâu đó. Em chỉ đơn giản thôi, em đánh dấu hỏi ở cái câu đó là em sẽ hát ra. Em hiểu không? Chứ đừng có anh ở đâu, em ở đâu. Nó sẽ đều. Mà cái cách là giống như em hỏi luôn, đặt cái dấu hỏi thì nó em hát. Nó sẽ có, nó sẽ theo cái từng cái câu hát, cũng như nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Đó. Thì nó sẽ đỡ cái chán bài hát, và giống như em xử lý cái cảm xúc em trong bài hát luôn, cái gọi là cái diễn trong câu hát của em luôn. Em muốn nghe Việt hát mà hát cái bài bài Sang Ngang mà theo cái kiểu của chú Chế Linh được không? Tại vì khi anh nghe em hát ở đây, nói anh ở dưới này cứ tưởng tượng em hát theo kiểu chú Chế Linh không à? Không, cái đây em hát kiểu của em đó. Không, bây giờ em hát đúng một câu theo chú Chế Linh cho anh nghe. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên rồi, thương nhau làm chi? Bên này đòi hỏi quá nghe chưa, được bộ được nước làm tới. Mình ngồi đây mình được đòi hỏi mà. Đòi hỏi bằng nữ thì bằng nam. Quyền. Chúng ta cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho cặp đôi này. Điểm của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. 10 điểm. Đấu này phải không? Đấu này phải không? Tại vì em hát cái câu chú Chế Linh nó mới cho điểm. Đấy là đội điểm cộng hả? Đúng câu Chế Linh.